Nhân lực công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt từ sau dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đều phải đầu tư vào nền tảng công nghệ, nhu cầu nhân lực trong ngành này chưa bao giờ giảm nhiệt. Nhằm giải quyết bài toán này, sáng nay ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, dự án có tên Bệ phóng sự nghiệp 4.0 đã được khởi động. Dự án nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế APEC và nền tảng tuyển dụng TopCV với 3 mục tiêu chính, gồm hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ kỹ năng ứng tuyển cho sinh viên trước và sau khi ra trường, có thể đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đối với cơ sở đào tạo, dự án sẽ giúp nhà trường kết nối với 60.000 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng trên nền tảng TopCV. Là những người đi làm muốn chuyển nghề thì trước tiên là người ta sẽ được là các chuyên gia và có bài test để đánh giá xem họ có thể theo được cái ngành công nghệ thông tin hay không. Và từ đấy để là giúp cho những người chuyển ngành là giảm thiểu những cái rủi ro về chi phí, về thời gian khi mà chuyển cái ngành nghề này. Cái thứ hai nữa là TopCV đưa ra một cái ngân hàng các cái câu hỏi tuyển dụng mà cái ngân hàng này là được thu thập từ các cái doanh nghiệp phần mềm. Những cái ứng viên đấy người ta sẽ tiếp cận, khi được tiếp cận cái cơ sở dữ liệu đấy thì họ sẽ rất quen với những câu hỏi tuyển dụng của tất cả các doanh nghiệp và từ đó giúp cho họ thân thiện hơn và dễ dàng qua được cái kỳ thi tuyển dụng của doanh nghiệp đó. Trong 10 năm trở lại đây, nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin đã tăng lên gấp 4 lần, riêng hàng năm vẫn tiếp tục tăng lên khoảng 50%, về mức lương cũng tăng lên gấp 2,5 đến 3 lần cho các vị trí. Theo khảo sát từ TopCV, hơn 40% doanh nghiệp được phỏng vấn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong năm 2020. Công nghệ thông tin là một trong những vị trí các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020 với 19% doanh nghiệp lựa chọn. Một số công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng từ 20 đến 25% so với năm 2020.